Nhìn từ trên cao, dải cây xanh trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ sau nhà thờ Đức Bà đến đường Cách Mạng Tháng 8 như ôm gọn vào lòng mình công trình Dinh Độc Lập. Các nhà nghiên cứu kiến trúc Pháp đã viết rằng Dinh Độc Lập biểu tượng của chính quyền Nam Việt Nam, điểm hội tụ của quân giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Trên nền cũ của Dinh Norodom còn gọi là Dinh Toàn Quyền Đông Dương, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã xây dựng một kiến trúc hiện đại kết hợp với bố cục truyền thống, tạo nên một công trình hoành tráng, hài hòa với không gian cây xanh. Công trình mang dấu ấn lịch sử này tiêu biểu cho nền kiến trúc đương đại Việt Nam, trở thành công trình văn hóa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn năm 1859, thì họ đã tiến hành xây cất dinh thống đốc Nam Kỳ, gọi là Dinh Norodom 1868. Sau thất bại Điện Biên Phủ 1954, người Pháp mới trao trả Dinh Norodom lại cho người Việt. Ngô Đình Diệm đổi tên thành Dinh Độc Lập. Chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp nhân dân, gây căm phẫn toàn dân miền Nam, làm bất bình cả trong nội bộ chính quyền Sài Gòn. Vào năm 1962, phe đảo chính cử hai phi công ném bom đánh sập cánh trái Dinh Độc Lập. Diệm cho phá bỏ dinh cũ để xây dựng một dinh mới to lớn và kiên cố hơn do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế. Công trình chưa hoàn tất thì nổ ra cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 11 năm 1963. Vào ngay hôm sau, hai anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị phe đảo chính giết chết. Công trình khánh thành vào tháng 10 năm 1966, tướng Nguyễn Văn Thiệu đã độc chiếm dinh làm nơi ăn ở và làm việc của mình. Nguyễn Văn Thiệu vẫn tiếp tục gây chiến bất chấp Hiệp định Hòa bình Paris được long trọng ký kết vào đầu năm 1973. Vào tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh được triển khai trên khắp chiến trường miền Nam. Lực lượng quân giải phóng liên tục tiến công đẩy lùi quân đội Sài Gòn trên khắp các mặt trận. Dòng người di tản ùa về Sài Gòn, cả người Mỹ cũng bắt đầu tháo chạy. Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung hoạt động trong không lực Việt Nam Cộng Hòa ném bom Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 4 năm 1975 như một lời cảnh cáo Thiệu. Anh an toàn quay về vùng giải phóng. Tuy vậy, Thiệu vẫn ngoan cố hô hào tử thủ. Cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt hơn. Trước sức ép từ nhiều phía, Nguyễn Văn Thiệu buộc phải từ chức một cách nhục nhã và ra đi vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Tướng Nguyễn Cao Kỳ lúc đầu cũng hô hào chiến đấu, nhưng rồi cũng đành bỏ chạy ra tàu chiến Mỹ ngoài Biển Đông. Ngày 28 tháng 4, Trần Văn Hương lại bị buộc phải bàn giao chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lại cho tướng hồi hưu Dương Văn Minh. Trước sự tiến công như vũ bão của quân giải phóng, binh lính Sài Gòn tiếp tục rút chạy tán loạn. Những chiếc máy bay túc trực trên nóc sứ quán Mỹ đưa những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Sài Gòn. Cuối cùng, quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi khi xe tăng giải phóng hút đổ cổng Dinh Độc Lập và cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh vào đúng giữa trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận
sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nhân dân cả nước từ Hà Nội đến Sài Gòn xuống đường chào mừng ngày vui đại thắng. Mọi người thành kính vào viếng lăng Bác Hồ vừa kịp hoàn thành ở thủ đô Hà Nội. Ba mươi năm chiến đấu gian khổ, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập, thực hiện cho được ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước. Ngày 15 tháng 11 năm 1975, đặc biệt nhân dân của hai miền Nam Bắc đã về Dinh Độc Lập dự hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước. Từ đó, Dinh trở thành nơi hội họp quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, một di tích lịch sử văn hóa lớn của cả nước. Một thế hệ mới đang tiến lên tiếp nối con đường cha anh. Tiêu biểu là các em sinh viên kiến trúc này hiện nay đang quay về thăm viếng Dinh Độc Lập. Các em chiêm ngưỡng và chăm chú nghiên cứu lại đường nét kiến trúc công trình mang tính lịch sử và văn hóa này. Từ ngoài nhìn vào, mặt tiền dinh dài thăm thẳm, mất hút trong rừng cây phía xa, kể cả bề rộng uy nghi của cánh trái, nóc bằng trên sân thượng. Chúng ta hiện đang chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc xây dựng cách đây 40 năm, hoàn toàn do chính người Việt Nam tự tay làm lấy. Từ các khâu thiết kế, thi công, trang trí, và chủ yếu là sử dụng vật liệu sản xuất trong nước. Lối bố cục sân vườn, dinh thự đăng đối, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện đại và truyền thống. Ở đây, thuật phong thủy phương Đông cũng đã hiển hiện ở mặt trước khoảng khoát bãi cỏ, hồ phun nước tạo thế minh đường, và rừng cây trùng điệp phía sau hình như đã phản phất phần hậu chẩm, tạo thế vững bền cho công trình. Màu sắc vật liệu ngôi dinh thự như nổi bật lên mà vẫn hài hòa với khung nền cỏ cây hoa lá chung quanh. Trên mặt nhà bốn phía là những mảng tường đá lớn luôn đổi gam màu. Các mô típ trang trí ngoại thất rồng phượng, hoa lá đắp đổi trang trí cách điệu mang tính truyền thống. Kết cấu bê tông cốt thép với đường nét mạnh mẽ, minh bạch hiển hiện khắp nơi. Từ các chiếc mái nhô đến hệ thống dầm cột giảm dở. Những đường nét kiến trúc thuần túy kỹ thuật, vật chất có vẻ như vô hồn. Nhưng phải chăng người thiết kế công trình đã phả vào đó cái hồn, gửi gắm ở chúng những suy nghĩ của mình? Nay chúng ta đang bước vào dinh. Một chiếc máy lớn nhô ra khỏi mặt tiền như đón mời khách tiến vào hàng hiên thoáng đãng chạy suốt mặt tiền, dẫn vào khu đại sảnh cao rộng nguy nga. Ngước mắt nhìn lên, ánh sáng dịu dịu tỏa xuống từ dàn thanh gỗ trần, từ các chùm đèn. Từ đại sảnh ta đi thẳng vào phòng khánh tiết, là phòng có quy mô lớn nhất Dinh Độc Lập, sử dụng để tiếp khách. Phòng này kể cả hai hàng hiên rộng mát có thể tiếp đón cả ngàn khách. Trên tấm thảm đỏ trải suốt mặt nền bố trí những chiếc ghế bành và bàn nước. Mọi người như dừng lại ngắm mãi bức tranh Đức Quốc Tổ Hùng Vương đang phóng bút đặt tên nước Văn Lang. Đường nét khá mạnh, toát lên khung cảnh thời các vua Hùng dựng nước trên 2000 năm trước.
Từ đại sảnh ta sẽ rẽ vào phòng họp nội các với chiếc bàn họp đồ sộ hình trái xoan chiếm trọn diện tích phòng. Ở đây không trang trí gì, trên mặt bàn chỉ đặt nhiều micro, chung quanh xếp những cái ghế bọc nệm cho các thành viên dự họp đối diện nhau để thảo luận theo kiểu diễn đàn bàn tròn dân chủ. Mảng tường cuối phòng ngày trước treo màn ảnh chiếu phim, hình ảnh minh họa có thể cuốn lên được. Phòng đại yến kê nhiều bàn ghế chiêu đãi thượng khách với thảm nền và màn tuyền một màu nhạt êm dịu. Bức họa lớn mang tên Sơn Hà Cẩm Tú Thái Bình Thảo Mộc chiếm cả mảng tường nền, do chính kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sáng tác, mang tính hỗn dung nghệ thuật hội họa Đông Tây. Hãy bước vào sảnh thông tầng giao tiếp giữa tầng khánh tiết và tầng lầu nghi lễ, bước lên chiếc cầu thang lớn bằng gỗ quý nguyên tấm, tiến lên trung sảnh tầng lầu 2. Đây là không gian kiến trúc chính của dinh, tầng dành cho phần nghi lễ, sử dụng làm nơi tiếp khách làm việc của các vị nguyên thủ quốc gia. Hành lang sâu vuốt, mặt trong của bức rèm hoa đá dạng lóng trúc phản chiếu trên mặt nền đá hoa cương bóng lưỡng. Các hàng chuông gió mang tên Phong Linh thánh thót reo vui khi làn gió nhẹ thổi qua. Bốn mặt đều trang trí tứ linh, long ly quy phụng. Với toàn bộ không gian tầng nghi lễ hình như ngập trong ánh sáng kỳ diệu bởi bức rèm hoa đá độc đáo dạng lóng trúc ta đã nhìn thấy trên mặt chính tòa nhà. Ta như choáng ngợp bởi các dòng sáng lùa qua ba hàng song tiện bức rèm hoa đá đồ sộ chồng lên nhau, chiếm trọn chiều cao tầng nhà. Ánh sáng đang biến những lóng trúc thành những trụ pha lê trong suốt, phản chiếu vào hành lang ánh sáng dịu dịu. Sảnh mở ra một ban công rộng có mái che dành cho nguyên thủ quốc gia ra mắt quốc dân. Một la bàn chỉ tám hướng ở ngưỡng cửa. Giữa sảnh trải tấm thảm tròn toàn một màu đỏ chói chang, nổi lên họa tiết vàng sáng, lưỡng long tranh châu. Tâm ghi chữ thọ biểu trưng cho sự trường tồn. Từ đây ta sẽ hướng về phòng trình quốc thư nằm bên kia cầu thang trung tâm. Ta đang bước vào một nơi chốn tôn nghiêm và lộng lẫy, trang trí công phu nhất của Dinh Độc Lập, nằm ở ngay vị trí trung tâm tòa nhà. Đây là chỗ ngồi của vị nguyên thủ hành xử chủ quyền quốc gia, tiếp nhận quốc thư của các đại sứ. Tất cả vật dụng đều làm bằng chất liệu sơn mài sang trọng và rất dân tộc, trong đó nổi bật bức tranh Bình Ngô Đại Cáo mô tả cảnh an cư lạc nghiệp của nhân dân sau 10 năm kháng chiến gian khổ chống quân Minh xâm lược. Phòng khách chia làm hai phần liên thông nhau. Sau hàng ghế quốc khách là cặp ngà voi cắm trong đế gỗ hình miệng rồng, thể hiện uy quyền và sức mạnh. Phòng tiếp khách nhỏ bên trong bài trí đơn giản và ấm cúng hơn. Tiếp theo là phòng làm việc tổng thống. Đặc biệt cái ngồi tổng thống tay vịn chạm rồng đặt trên đế cao làm người ta liên tưởng đến ngai vua. Nay ta lại quay ra cầu thang thông tầng và sảnh trung tâm, nhìn thẳng vào phòng trình quốc thư. Đó là một không gian rộng lớn sáng sủa.
Ngước mắt lên nhìn trần nhà, ta sẽ thấy cả một hệ thống dầm cột bê tông, bọc gỗ và nhiều chùm đèn pha lê một màu trắng tinh khiết. Xuyên qua sảnh này, ta sẽ rẽ vào thăm phòng tiếp khách của Phó Tổng thống, chiếm trọn một cánh dinh. Phòng này khá rộng nhưng trang trí đơn giản, chỉ xếp nhiều ghế bành và bàn trà tiếp khách. Trong phòng treo hai bức tranh, một bức vẽ cảnh Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám ở thủ đô Hà Nội, nói về tinh thần hiếu học của nhân dân Việt Nam. Bức kia vẽ cảnh vua Trần Nhân Tông nhường áo cho người hành khất, nói lên lòng vị tha nhân ái của người lãnh đạo đất nước. Khu vực đằng sau phòng trình quốc thư là một không gian mở, chung quanh bố trí các phòng dành cho gia đình tổng thống với bàn ghế trang trí kiểu xưa. Mặt tường hành lang treo nhiều tặng phẩm các địa phương gửi tặng tổng thống. Đặc biệt tại đây có gắn bản đồng ghi ngày hoàn thành dinh năm 1966, nêu tên kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và người chỉ huy thi công là Trung tá công binh Phan Văn Điển. Không gian ở đây khá thoáng với giếng trời, vườn cảnh xinh tươi. Tầng lầu 3 không còn giữ kích thước lớn nhưng vẫn có hành lang rộng rãi chạy dài. Trang trí đã nghiêng hẳn về phong cách thời thượng phương Tây, gồm một số phòng, thư viện không mấy lớn, trang bị bàn ghế làm nơi tra cứu của Tổng thống, chứa khá nhiều sách báo đủ loại bằng nhiều ngôn ngữ. Phòng tiếp khách của phu nhân tổng thống rất rộng, trang trí theo lối mới, đầy nữ tính với đèn hoa lá, mảng tường trang trí tranh lập thể màu hồng nhạt tươi thắm. Màu rèm, thảm nền, màu nhạt thanh thản. Bố trí nhiều bộ bàn ghế chơi bài, tường treo nhiều tranh tượng mang tính trang trí kiểu Pháp. Phòng giải trí kề bên cũng bài trí theo lối mới, ở góc đặt một quầy bar dạng thùng rượu vang bằng gỗ. Phòng chiếu phim và biểu diễn văn nghệ kiểu bỏ túi đặt khoảng vài mươi ghế. Trang thiết bị khá hiện đại với màn kéo tự động, cửa cách âm, tay nắm đồng sáng choang như lặp lại dạng lóng trúc mặt tiền dinh. Tầng lầu sân thượng là bộ phận kiến trúc độc đáo nhất, mang phong cách phương Đông. Một không gian tĩnh tâm có tên là Tứ Phương Vô Sự Lâu. Không bài trí một vật dụng nào và mở thoáng ra thiên nhiên. Đây là nơi dành cho vị nguyên thủ cảm thông với đất trời, tiền nhân, tự suy ngẫm xem xét lại bổn phận mình đối với quốc gia dân tộc. Tiếc rằng Nguyễn Văn Thiệu đã không thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa đó và biến nó thành sàn nhảy. Ta chú ý nhìn thấy hầu hết hoa sắc ở đây cũng như khắp dinh đều mang mô típ trang trí thuần nét Việt. Nóc lầu sân thượng cũng hất lên như nét mát đầu đao cung đình cổ. Từ đây cũng nhìn thấy bãi đá trực thăng phía sau. Phía trước là cột cờ đặt ở đỉnh trung tâm mặt chính tòa nhà. Kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ là người Việt Nam duy nhất đoạt giải kiến trúc cao quý nhất của Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp, là giải Khôi Nguyên La Mã vào năm 1955. Ông cũng là hội viên danh dự của Hội Kiến trúc sư Mỹ. Qua công trình Dinh Độc Lập, ông đã để lại một dấu ấn sâu sắc trên nền kiến trúc hiện đại nước nhà. Ông Thụ nay đã quá cố,
Nhưng cộng sự với ông xây dựng dinh, nhiều người vẫn còn đó, nay về họp mặt và thăm lại dinh. Người ta nhắc nhiều về quá trình sáng tác và xây dựng dinh vào những năm 1960. Cách đây vậy mà đã 40 năm rồi. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã quan niệm thiết kế dinh như thế nào? Ta hãy lắng nghe ông phát biểu. Được giao cái dinh độc lập, mà tôi muốn làm cho nó có một cái ý nghĩa mà ông cha ta dạy đó, thì tôi phải làm theo cái lối mà làm thế nào mà các cái đường nét kiến trúc nó diễn tả ra được cái hữu tam đó, chữ tam đó, mà sổ một sổ dựa thì thành chữ vương. Thì cái viết vương đó thì người ta tưởng lầm là quân chủ, thành nó sổ một dựa, sổ dựa là chữ tam hóa chữ vương. Nhưng mà cái vương đây là vương đạo, mà vương đạo không phải nói là quân chủ. Cái mình ông cha mình khi nói đó, cái đó là vương đạo, tất nhiên là cái đó là có nhân nghĩa lệ trí tín, và có cái hiếu đệ lệ nghĩa. Chiếc tự chữ Hán diễn tả ý đồ thiết kế dinh nhưng lại mang tính triết học phương Đông. Toàn thể mặt bằng của dinh làm thành hình chữ cát, có nghĩa là tốt lành, may mắn. Mặt trước của dinh tạo thành hình chữ hưng, ý cầu chúc cho nước nhà được hưng thịnh mãi. Chữ trung xác định sự trung thành và lòng trung kiên trong xây dựng dân chủ. Ngày nay tham quan lại dinh độc lập, nhìn thấy công trình như được lồng vào một khung cảnh thiên nhiên với những tàn cổ thụ xum xuê, bãi cỏ xanh mượt, lốm đốm nắng vàng. Vẫn còn đó nhà Bát Giác hóng mát khung sắt trên gò đất bên trái dinh. Hàng rào sắt bao quanh dinh, hai nhà bảo vệ cổng dinh, chiếc hồ phun nước như hạt kim cương óng ánh giữa sân cỏ xanh tươi trước mặt tiền dinh, và cả những vết tích còn sót lại của dinh Norodom thời cũ. Ngôi biệt thự trên đường Nguyễn Du làm theo phong cách cuối thế kỷ thứ 19 dành cho viên chỉ huy khu dinh cũ. Trên 30 năm qua, dinh độc lập đã trở thành một địa chỉ văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút đến gần 45% lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Dòng người đó gồm cả nhân dân khắp mọi miền đất nước lẫn khách năm châu bốn bể, nay vẫn còn nườm nượp kéo về tham dinh. Đây là khu vực tầng hầm thứ nhất của dinh thự. Đây là nơi điều hành bộ máy chiến tranh quy mô hiện đại nhất của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Trước kia, tầng hầm này đã được trang bị hệ thống máy điều hòa và hệ thống máy thông gió, đảm bảo dưỡng khí cho một cuộc sống bình thường dưới khu vực tầng hầm trong nhiều tháng khi trên mặt đất xảy ra chiến sự. Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 75, những chiếc xe tăng của quân đoàn 2 đã hút vào cổng của dinh, mà hai xe tăng đầu tiên đó là chiếc 843 do anh Bùi Quang Thận chỉ huy đã hút cổng phụ. Tiếp theo, xe tăng mang số hiệu 390 do anh Vũ Đăng Toàn chỉ huy hút tung cổng chính và tiến thẳng vào sân. Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh Bùi Quang Thận đã lên ban công lầu 4, hạ lá cờ ba sọc quân Sài Gòn xuống và kéo lá cờ xanh đỏ sao vàng của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lên tung bay trên nóc dinh. Vào giờ phút đó, tại phòng khánh tiết, Tổng thống Dương Văn Minh cùng với toàn bộ nội các của Sài Gòn đã phải đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Quay về đây các đêm đại lễ, trước mắt ta sẽ xuất hiện một cơ ngơi hoành tráng lung linh như tòa nhà pha lê trong sóng nước và ánh sáng. Phải chăng nay trong tâm khảm mỗi người về tham dinh độc lập mãi tồn tại hình ảnh một công trình mỹ thuật kiến trúc độc đáo của đất nước Việt đang mạnh tiến bước vào thời đại mới?